Tại vì không phải thật lòng đưa cho tôi, tôi không có nhận được. Được, vậy thì anh chờ đợi cái thật tình của anh đi. Thanh Nhi, Trương Khôi, em nói đi trao kem bước từ đây ra ngoài, sẽ đi đâu đây? Có thể đi đâu? Thì về nhà để giấu tửu kinh thập tam quyết. Nhất định sẽ đi bẩm báo với Bạch Công Công, nói là anh đã lấy tửu kinh thập tam quyết của ông ta, đồng ý giảng hòa với ông, để cho Bạch Công Công ra mặt dàn xếp cái chuyện này. Thì ra là vậy. Địch Dương, hãy ra đây. Đàm Phụng, khuya vậy cái mình có việc gì? Tôi mới phát hiện Quá Tranh là một người không có nói tình nghĩa. Tại sao lại nói vậy? Tôi tới hỏi anh, đêm nay Sơn Quý Đường có phải đã đến đây hay không? Đúng vậy. Có phải nó tiếp đãi ông ta và đã hòa thuận lại với ổng? Em làm sao biết được chứ? Cứ mặc kệ làm sao tôi biết được, anh chỉ cần nói phải là không phải. Phải? Nhưng mà anh... Không có gì nhưng mà cả. Nếu như vậy rồi, anh có thể hòa thuận với kẻ thù của tôi, vậy là đã phản bội tôi. Tôi không có gì để nói với anh nữa. Tôi nói cho anh biết, ngày mai tôi liền khỏi Địch Gia Trấn. Thôi vậy đi. Đàm Phụng, nghe giải thích nè. Không có gì để giải thích. Hồng Nhi, con làm gì vậy? Cha làm gì đó? Làm cho con hết hồn hả? Đàm Phụng trở về Địch Gia nữa. Cậu không phải đã ra ngoài rồi sao? Tại sao lại trở về? Con đó, lúc nào cũng ghen với Tường hết. Tưởng là Đàm Phụng nhớ Địch Dương, chịu không có nổi mới trở về Địch Gia hay sao? Giữa đường gặp phải thổ phỉ đã bị thương, nếu như không phải cha đây âm thầm giúp đỡ cho nó, cô ta đã mất mạng rồi. Thiệt hả? Vậy con đi thăm cổ nha. Con hãy xem nè, xem đi hả? Cô nó lớn tiếng như vậy rồi, nói mưa tức là gió, đâu có giống người con gái chứ. Thực ra bây giờ là lúc nào rồi đây hả? Con thì là không yên tâm đó cha. Không có yên tâm hả? Ngày xưa cho đây còn nghi ngờ Địch Dương và Đàm Phụng ở này nọ nữa, nhưng mà bây giờ thân giống như là chị em ruột vậy. Còn giống như trời tháng 6, nơi đổi là đổi liền hả? Quan tâm cũng không được, không quan tâm cũng không được. Đi ca. Anh à, khuya rồi anh còn tới lò rượu làm gì? Đừng có hỏi. Ý, mau lên. Là Quý Đường đó. Đã khuya rồi đến đây làm gì vậy? Đi. Kiếm thì sao? Chẳng hắn lại đi, đó là bảo vật trấn trại của gia đình mình, mất nó Địch Gia sẽ bị tai họa. Ăn cắp kiếm làm gì vậy? Không hiểu anh làm gì đây, đứng nhìn hắn lấy cây quyền hương kiếm đi mất. Anh có phải là người nhà họ Địch không? Anh không phải là người nhà họ Địch, anh là ai đây? Anh có biết hay không, Sơn Quý Đường một khi có được quyền hương kiếm, hắn nhất định sẽ bỏ đi mất, vậy là rượu của chúng ta sẽ gặp tai họa đó. Không có dễ dàng đâu. Sơn Khôi, hãy mang thanh kiếm kia bỏ vào giếng nước đi. Cái gì? Sơn Khôi, đi đi, anh của em nói thì không sai. Anh à, em đã hiểu rồi. Anh muốn ổng đút đầu vào lưới. Em đến đây thông minh từ hồi nào vậy?
Đi mau, đi mau, đi mau. Đi mau đi. Đi. Này, mau đi coi thử. Đi cho lẹ đi. Đi. Hay à, mau lên. Ý, sao Bạch Công Công lại tới đây? Anh của em đoán thì không sai. Cha của anh đã bị ảnh gạt rồi. Đi, nói cho anh của em biết. Được. À, Công Công, cẩn thận. Bạch Công Công đến thăm, lập tức cho thông báo đi. Anh của ta đã biết các người đến, đang chờ đợi kìa. Hả? Làm sao không biết được ta sẽ đến đây? Sơn Quý Đường nhờ ông tới giảng hòa dùm cho hắn, ông không đến làm sao được? Hey, tiểu ở đâu à? Đừng vô lễ. Đây là tổng đốc trong sự Bạch Công Công đó, có biết không? Hey, không sao không sao. Con nít nó không biết chuyện. Phải, con nít không có biết chuyện. Xin Bạch Công Công tha thứ. Không biết Bạch Công Công đại giá quan lâm, không kịp nghênh đón. Tha thứ, tha thứ. Đốc tử quan đại nhân, bản đốc ngang nhiên làm phiền, cầu mong tha thứ. Có thể nào vào trong nói chuyện? Mời. Mời Công Công dùng trà. Ừ. Địch giao của các người không những rượu ngon mà trà cũng thơm lắm nữa. Công Công đại giá quan lâm, có chuyện gì không? Ồ, người không biết hay sao? Biết cái gì đây? Nếu nói như vậy, tiểu A Đầu ở trước cửa của nhà người là một người thẳng thắn đó. Đó là em gái của tôi. Tôi là Thanh Nhi. Đêm hôm qua Sơn Quý Đường đến cầu hòa với tôi, nhưng mà tôi không có đồng ý. Tôi nghĩ hắn và Công Công đây hỉ là bạn thân với nhau mà, chắc chắn sẽ ra mặt giùm cho hắn đó. Nói như vậy là đúng rồi. Nếu như đã biết mục đích của ta đến đây, vậy ta cũng xin nói thẳng nha, con người của Sơn Quý Đường không phải là đồ tốt lành đâu. Hắn đã làm nhiều chuyện thất đức đối với nhà họ Địch của các người. Tuy nhiên, dù sao cũng là người anh em kết nghĩa với cha của nhà ngươi, là ngự tửu dương ở trong 13 tửu dương. Ở trong giới rượu cũng là một nhân vật được mọi người công nhận. Bây giờ nhà ngươi là truyền nhân của Địch tửu dương, lại là quan đốc tửu ngũ phẩm được triều đình công nhận. Như vậy cần phải có sự độ lượng rộng rãi. Ở tại Địch gia trấn, hãy cho chỗ dừng chân cho hắn, hãy cho hắn kiếm chiếc cơm ăn. Bạch Công Công nói vô cùng có lý. Nhưng Sơn Quý Đường thừa lúc triều đình cấm rượu, vu cáo cho phụ tôi làm cho giàu ngục, làm cho ông tôi bị đại ải phương xa, chết ở xứ người, và hãm hại những tửu dương khác đến Địch gia trấn. Tất cả những hành động của hắn làm đã gây thì phẫn nộ rồi. Cho dù tôi đồng ý đi nữa, người khác cũng không đồng ý đâu. Ông biết điều đó không hả? Theo chỗ ta biết, ngươi là người có uy tín ở trong thị trấn. Chỉ cần ngươi tha thứ, nói tốt giùm cho hắn ở trước mặt của các tửu dương khác, hắn có thể trở về với cất rượu. Cái đó còn tùy xem nhà ngươi có giữ ý hay không thôi. Ngoài ra, cái đó còn có lợi cho sự trao đổi của tửu dương các người, ngõ hầu cất ra loại rượu ngon hơn nữa. Chỉ cần ông đồng ý tôi hai điều kiện thôi, tôi có thể thử lên tiếng giùm cho hắn. Điều kiện gì nói đi? Thứ nhất, nói ra nguyên nhân cái chết của Đàm Thục Dĩ. Thứ nhì, nói ra lý do cha tôi bị thừa. Cái đó, theo chỗ ta biết, ông ta không biết đâu. Vậy không phải đã làm khó dễ ông ta hay sao? Tôi rõ ràng làm khó dễ ông mà. Vậy có được hay không? Nếu như tin tưởng ta, cái việc này để ta lo. Khả năng của ta nhất định sẽ điều tra ra rõ ràng. Được, có câu nói đó của Bạch Công Công là đủ rồi. Nếu như mà tôi từ chối nữa là không để mà Công Công đó. Công Công của hắn nói chuyện đi. Được, lẽ làng. Ta xin cáo từ, cho phép gặp lại. Tiễn khách. Ê, thế nào rồi? Hừm.
是时候。